thương lượng để trả tự do cho một nhóm quan sát viên OSCE tin tưởng Kiev. Bộ Ngoại giao Ukraine cùng với Tổ chức An ninh và Cộng tác ở Âu Châu được gọi tắt là OSCE cho biết, những nhân viên OSCE mất tích vẫn còn sống và hy vọng họ sẽ được sớm trả tự do. Phát ngôn viên Michael Pochiurki của phái bộ OSCE tại Ukraine nói rằng OSCE chưa thể tiếp xúc với những nhân viên bị mất tích kể từ hôm thứ Hai. Trong các ngày qua, OSCE đã vận dụng mọi đường dây ngoại giao, chính phủ, phi chính phủ để tiếp xúc với những người bị mất tích. Dù chưa liên lạc được, ông ta tin tưởng những người mất tích vẫn còn được an toàn và sớm quay trở về căn cứ ở Donetsk. Sáng nay, thì người lãnh đạo dân quân ly khai tại thị trấn Slavyansk là ông Vyacheslav Ponomarov nói rằng OSCE đã được cảnh cáo không được tới thị trấn nhưng đã phái 4 người tới Slavyansk. Được hỏi ông ta có quan tâm tới lời cảnh cáo hay không, ông Pochiurki đã tránh né, nói rằng là phái bộ đang có 200 quan sát viên ở Ukraine đang có mặt trong 10 thành phố khác nhau. Họ đều là những người có nhiều kinh nghiệm. Đây không phải là lần đầu tiên mà nhân viên OSCE bị bắt giữ. Những người bị tạm thời bắt giữ đều trở về an toàn và ông ta tin tưởng lần này cũng vậy. Nhóm OSCE mất tích gồm một người Đan Mạch, một người Thổ Nhĩ Kỳ, một người Estonia và một người Thụy Sĩ.